chuối có phải đây là giờ ta xa cây? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em vui hơn rồi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cộng tay mình chưa nói chi nhiều, trong lúc tàn xa rồi đêm quê vắng em chợt giấc mơ màng. Là khi em thấy nhiều ước mơ, em xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ quên bờ mi người ấy. Nếu biết xuân không sang thì có mơ chi nhiều, mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc xung vầy. Giá chi bao cách cách xung vầy, giây phút biệt ly chớ để tâm hồn đọc câu lưu luyến. Anh hứa đêm vì mùa xuân vẫn tận tờ trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang vì trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời, là cho đôi đứa đẹp ước mơ. Xin được mến chào toàn thể các bác. Lại tiếp tục được set up 3 chiếc vang các bác nhé, 3 chiếc vang của CAF K12 Plus để gửi cho các bác nhé. Tất cả đã được ký hiệu đầy đủ nhé. Đó, test hàng trước khi lên đường cho các bác. Cổng vào, hai cổng ra, cổng súp. Đó, 3 chiếc này đã được set up hoàn toàn. Mỗi một vang sẽ được set up là 3 kênh các bác nhé, 3 kênh CAF. Với CAF thì đang sử dụng bản đó là bản X của X10 các bác nhé, nhiều của hãng CAF, một dòng rất là nổi tiếng nhé. Như những đôi loa CAF trong kia các bác nhé, dòng CAF chip Mỹ các bác nhé. Đây ở trên này thì em đã set up những cái form để gửi cho toàn thể các bác, là tất cả đều 3 kênh các bác nhé, hàng đẹp nguyên bản nhé. Đã sử dụng là máy đo kiểm tra rất là kỹ càng. Tất cả thì đã được ký hiệu các bác nhé. Dây giác tặng kèm đầy đủ các bác nhé. Với mẫu vang này thì cho ra giải rất là sáng chi tiết. Có hai bác thì làm kẹo kéo, còn một bác chơi gia đình. Đó, tất cả đều được set up. Chiếc bên trên này thì có cả làm effect rời luôn các bác nhé. Đấy, có chế độ effect rời luôn. Về chỉ việc đấu nối dùng thôi các bác nhé. Ok, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em các bác nhé, qua số hotline 0977434361 các bác nhé. Hiện tại thì dòng CIF K12 Plus có giá là 3,2 triệu các bác nhé. Ba chiếc này đã được lên đường. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.